Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to và dông. Một đợt mưa rào và dông đã xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo trong chiều và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 120mm trong vòng 24 giờ. Do có mưa nên thời tiết trong những ngày tới ở Bắc Bộ sẽ khá mát mẻ và hầu hết các nơi cũng đều ở ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Đến đêm nhiệt độ chỉ dao động ở mức từ 20 đến 23 độ. Sang ngày mai, không khí lạnh suy yếu nên mưa giảm ở Bắc Bộ, cho chiều trời hưởng nắng. Tuy nhiên đến chiều tối vẫn cần đề phòng mưa dông. Sau đó đến đêm 28 rạng sáng 29 tháng 4, một đợt không khí lạnh khác sẽ tiếp tục tràn về, gây mưa rào và dông nhiều nơi ở Bắc Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Khu vực vùng núi khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 30 tháng 4 mưa giảm nhanh, còn trong các ngày nghỉ lễ dự báo trời sẽ nắng ráo, nhưng không xảy ra nắng nóng với nền nhiệt cao nhất từ 35 độ trở lên. Rãnh mây rông ở phía Bắc được dự báo cũng làm thay đổi hẳn thời tiết ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung. Mưa xuất hiện ở các tỉnh thành từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh trong sáng nay, sau đó thì mở rộng xuống Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vào trưa chiều. Nhiệt độ theo đó cũng giảm nhanh và nắng nóng chấm dứt. Đến chiều và đêm nay, dự báo khu vực sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng tới Bình Thuận ít mưa hơn, có chăng chỉ là có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối ở các tỉnh thành phía Bắc khu vực. Trong ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam trong 3 ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của gió Tây Nam nhưng cường độ đã yếu dần. Vì thế mà mưa rông được dự báo sẽ lùi về chiều tối, còn diện mưa ở mức rải rác, ban ngày trời nắng với nhiệt độ tăng nhẹ. Ở Tây Nguyên nhiệt độ ở mức từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 27 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng phía Nam từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4, riêng phía đông bắc gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.